Hello và chào mừng anh em đã quay trở lại channel mình nha. Hôm nay thì mình sẽ mang lại cái bộ thánh giáp tinh linh. Thật sự ác mình có hai bộ thánh giáp nhưng mà mình cực kỳ ít chơi luôn. Nghe nói là sắp tới sẽ ra bộ đồ Pharaoh 7 sao à. Càng đấy nhở. Nhưng mà chắc là cả cái server party có thể có mỗi mình. Chỉ thích cái bộ thánh giáp tinh linh này là hơn cái bộ Pharaoh. Chạy nhất này. À chết luôn à. Ố. Yếu dã man rồi. Rồi. Còn một tên bên này nữa này. Vẫn đang còn hai team à? Mình quay về mình cứu đã. Ờ. Tên nào là? À số 3 à? Team mình chạy luôn kìa. Mới chạy đi trốn đây là chạy đi hồi sinh đây. Đồng đội đang trong này mà chạy vội thế bạn ơi. Rồi thanh niên chắc là kiểu này là chạy rồi. Đây, để mình quăng bom cái tên trước mặt này. Awesome. Thùng nốc luôn. Vẫn còn hai tên nữa cơ. Mình vẫn chưa có mũ. Bắt sau lưng. Bắn con boss đi. Thank you. Nó công vào dối lắm anh em ạ. Đây có một tên công trái này. Đúng rồi. Đây rồi. Chết rồi, nó nốc số 4 rồi. Từ từ nha, từ từ nha. Nó công lên rồi. Úi dồi ôi. Ôi, vẫn đã còn hai tên nữa à. Đây, bắt tên này trước. Vào đây mà hưu máu các bạn. Tên kia, à đây đây, tên trong này là boss này. À, tên trong này là người chứ. Đây, cứu được số 4. May mà nó không gạt số 4 đấy. À, đang cứu rồi anh em ạ, à. Đang cứu trong góc. Chắc luôn. Đây, góc trong nhà rồi. Cứu các bạn ơi. Cái súng nào bên này đây. Trong nhà kia bắn ra. Ai chờ một thanh niên đã ra chỗ hòn đá này rồi này. Thanks. Chiến nhờ. Đẩy thẳng từ nhà đẩy ra đây luôn ạ. Tên này chán sống rồi. Nào để xem nào. Mẹ con boss này. Chém đau thật luôn ấy. Ô, có tên vừa hồi sinh xuống này. Ăn đủ. Mình vừa nhìn thấy dù xong. Ở góc tường này. Ô, hình như là bạn của cái tên ngoài hòn đá luôn. Kìa. Ui dồi ôi, hết đạn. Hai tên đều yếu này. Đốc một này. Mấy con bot. Đây mà hiu máu à bạn. Hiu làm sao được. Gạt luôn. Cay thật ý. Để mình lút đồ xong rồi mình xử lý con bot này mới được. Khó chịu thật sự. Thích bắn khu này làm ấy chứ. Nhưng mà chỉ ghét mấy cái con bot thôi. Nó cứ phá đám mình. À có người à. À rồi thấy luôn này. Nó đang đợi để bay lên. Trời ơi, không có cốp chứ. Đâu rồi? Ơ, hết. Vẫn đang cố mà núp à? Trời ơi. Ôi, nó lên rồi. Ơ, nốc được một rồi kìa. Đây nữa này. Rồi, rụng luôn. Ở với thanh niên. Cảm giác mà đang bay lên xong rồi bắn rụng nó rơi xuống ấy, kiểu sướng quá ấy. Kiểu bắn chim ấy. Rồi, số 1 lên rồi. Đây, mình sẽ lên luôn. Hình như là có một tên hay hai tên nó lên được trên rồi đấy. Nãy thấy team này ba hay bốn tên. Ơ. Đây như con boss. Rồi. Xà quá anh em ạ. Thôi để mình lên mình cover cho đồng đội. Đồng đội mình nãy cũng lên một ông rồi. Trong khi đấy thì vẫn đang còn. Con này nó chưa chết à? Ô, trâu thế, bắn mãi mà không đâu được. Rồi kệ đi. Trời ơi, đi nhanh lên. Đi lên thì sắp hết thời gian rồi, không nó lại di chuyển qua bên kia. Lại phải lấy xe. Ông kia thì vẫn đam mê boss thế. Ông kia sợ không lên kịp rồi.
Sao yên ắng nhở? Không 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 có ai à? Ôi bình tĩnh bạn đây. Ui mày nhá. Trời ơi, may mà mình lên kịp không là nó bế số 1 đi. Số 1 thì hết cơ hội làm lại rồi này. Đây. Hơi vội rồi nha bạn. Không ai bắn thì mình sẽ bắn luôn. Đây, nhường cho cái ông này, cái ông cầm ốp này, cái 8x. Trận này mình sẽ bắn luôn combo đạn 7 luôn. À, đây rồi, có một tên gia thính này. Đi đâu đây bạn ơi? Ui. Ê, một thằng nó ngồi ngay đây luôn. Thề mấy thằng này nó cam thính, gọi là khó chịu thật. May mà mình vẫn đang còn hồi sinh, nhưng mà mất luôn cái combo của mình rồi. Không có cái Groza đâu. M3 đây rồi. Đừng mà mất Groza nhá. À đây rồi. Thì ra tên này nó chỉ loot mỗi M3 anh em ạ. Ủa. Chết rồi, có team trong kia kìa. Sở bốc ra. Trước thì thiếu máu. Đúng rồi, bắn ốp đi. Để mình hiêu máu ấy, xong rồi mình lấy xe mình công luôn này. Cầm combo này chỉ có công thôi anh em ạ. Các bạn kia không bắn à? Kìa sao mấy ông này đứng trống thế? Biết ngay mà, trời ơi cái ông kia. Vãi thật, đứng trống như thế mà vẫn đứng được ạ. Tìm cái chỗ nào có backup rồi mà bắn. Đây thì cứu đã, cồng kềnh thật sự luôn ý. Cứu ông này xong rồi công luôn đi. Kìa có tiếng súng sau lưng nữa kìa. Chạy luôn này. Mình công cái bọn này. Ôi tiếng súng sau lưng nữa. Được rồi, để quay lại cover cho đồng đội anh em ơi. Đây trước mặt mình. Nằm đây làm gì đấy bạn? Nằm đây làm gì đây? Đây, gạt luôn đã. Còn nữa không? Mỗi một tên nữa à? Đây, số 1 có đi không? Số 1 không đi à? Đây, mình công luôn cái tên trong nhà đi. I got supplies. À, vẫn bắn này. Đứng chỗ nào ấy nhở? Ui dồi ôi, đứng ngay dưới luôn. Đây rồi, bạn chết. Bạn bắn à? Nghe thấy gì chưa? Cửa nó ra đấy. À, căng thế nhở? Chết luôn rồi này. Có team nào nữa kia không? À rồi, cái team lúc nãy. Đây đây đây, xe nó chạy kìa. Mấy tên này nhở? Từ từ nha, để mình giữ khoảng cách với bọn này, không mà nó vòng quay. Nó quay xe cái là mình toang đấy. Ố, đi về thính à? Ố, thính đấy mình lút rồi bạn ơi. Còn cái gì nữa đâu. À, mấy ông này đam mê thính nhở. Đây nè. Lỗ đầu này. Úi dồi ôi. Đâu ấy? À, đây trên này này anh em ơi. Nó có sniper đấy. Bắn chết này. Thôi, đẩy luôn cái tên chỗ hỏng thính trước đã. Ôi, nó cứu được rồi. Hai tên à? Mất một này, ôi tôi chết rồi. Phải đẩy thôi. Chỗ tôi đẹp bạn ơi. Mày quá anh em ạ. Hình như là bạn nói ra cái thằng trên kia luôn thì sao ấy. Vẫn đang ngó này. Ngó với chúng thôi này. Rồi, lia luôn. Cảm ơn. Ba thanh niên. À, trộm chó này. Ôi, có xe 2 luôn. Để mình dí cái tên đi trộm chó trước. Ô. Ủa chỗ này đông thế. Hai team chỗ này luôn rồi. Đây mình sẽ công ở nhà luôn này. Tên này chạy đi đâu? Chạy đi đâu bạn ơi? Ôi nốc luôn rồi. Đây mai gái tông xe nốc luôn. Ủa chết rồi, bò vào rồi. Chuột chuột anh em ạ, bò này đau lắm. Đây cho tên này ở ngoài bo luôn. Ở đấy mà mình không chạy kịp là nó phá xe là mình chết bo rồi. À, đồng đội tới chi viện.
Đây, đây dừng đây luôn anh em ạ. Đâu rồi, đâu rồi, đâu rồi. Thanh niên núp này rồi. Còn thanh niên ở trong nhà nữa cơ. Trong nhà không biết là nó đang làm gì đây. Lần này mà nó vào được bờ thì cho 10 tỷ này. Kìa cái ông này gạt mạnh các bạn. Rồi tên kia sờ mốc thì làm gì ý. Tầm này thì không biết thật với anh em. Tên này nó có 3 đầu 6 tay, nó không bao giờ nó vào được bờ. Đứng đây mình cam luôn này. Có con xe đấy, cho lấy xe chạy luôn cơ. Đâu rồi? Hay nó chết bò nhở? Còn 2 tên nữa. Ờ. Tên nó chết bò rồi thì sao đấy anh em? À kìa. Vai nổi thanh niên Indo bây giờ nó mới chết bò. Thế là nó quấn máu ngoài bò luôn. Thế là còn một tên nữa thôi. Một tên nữa ở đâu nhở? Xe hết xăng rồi. Toàn. Giờ chẳng có xe. Con này thì cũng bị phá lốp mất rồi còn đâu nữa. Ơ. À, ở trên đầu. Ai cả nồi thanh niên cuối ngồi ngay đây anh em ạ. May mà cái đấy nó không bắn mình, nó lại còn quăng bom lửa đấy chứ. Trời ơi, cái đấy nó mà bắn mình khéo mình chết rồi. Rồi ok anh em ạ. Có combo này thì thôi. Búp à, gọi là đi cày kill, gọi là bao phê luôn. Rồi, ở đây thì bye bye anh em nhá. Clip hôm nay mình dừng thôi. Bye bye mọi người, hẹn em ở những clip sau nhá.